Xin chào các anh chị và các bạn. Khi mà chúng ta làm video để kiếm tiền ở trên TikTok mà sau khi mà đăng video chúng ta kiểm tra lại mà chúng ta thấy là nó không có một cái lượt xem nào cả thì đây là một cái hiện tượng bất thường. Bởi vì TikTok là một cái nền tảng mà có hàng tỷ người xem. Do vậy là mình đăng video lên mà không có lượt xem thì nguyên nhân tại sao như vậy và cách khắc phục như thế nào thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ với tất cả mọi người. Thì đây là cái video mà mình đã đăng vào ngày 11 tháng 11 và hôm nay là ngày 18 tháng 11. Như vậy sau 7 ngày thì video này đã được 1,9 triệu lượt xem, 48.000 người thả tim, 196 là người bình luận, 3.754 lượt chia sẻ và 3.097 là lượt đưa vào trong cái video yêu thích. Mà mình xây dựng được hơn 30 kênh mà cái lượt view nó cũng không được cải thiện cũng như là bị hiện tượng không view, thì bây giờ mình cũng đã tìm ra được cái nguyên nhân để giúp các bạn khi mà các bạn mới thì các bạn sẽ khắc phục được những cái lỗi này. Thứ nhất là về dập kênh, thì dập kênh á là mình sẽ sử dụng điện thoại để mình tạo kênh. Và khi tạo kênh thì chúng ta cần phải xem video cũng như là tương tác với những cái kênh mà nó cùng chủ đề với lại bạn, cái kênh của bạn. Ví dụ như là bạn làm về chủ đề funny thì các bạn sẽ xem những cái video về chủ đề funny. Và chúng ta mới lập kênh thì chúng ta hạn chế đi follow, bởi vì nếu các bạn follow kênh khác nhiều quá thì TikTok nó sẽ đưa các bạn vào trong như dạng là spam. Và khi lập kênh thì chúng ta cần phải lưu ý nữa, đó là chúng ta phải lập kênh ở nước Mỹ, Anh, Pháp, Đức, những cái nước mà có thể kiếm tiền. Chứ còn mà TikTok Việt Nam thì bạn sẽ không kiếm tiền được. Thì sau khi lập kênh xong thì 3 tiếng sau mình sẽ đăng cái video đầu tiên. Thì mình đăng video là mình đăng bằng điện thoại hay là mình đăng bằng máy tính, thì mình sẽ đăng bằng bằng máy tính, tùy các bạn thôi. Các bạn thích đăng bằng điện thoại thì bạn đăng, nhưng mà ở đây thì mình thích dùng máy tính hơn. Thì khi đăng video thì mình sẽ lập lịch để đăng. Một ngày thì mỗi ngày á, là mình đăng khoảng 2 tới 3 video, bởi vì mình làm là TikTok beta, do vậy là mình sẽ làm những cái video mà dài trên 1 phút vào các khung giờ cố định như là 5 giờ rưỡi hay là 12 giờ trưa và 17 giờ 30 ở giờ Mỹ. Trường hợp nếu các bạn đi re-up video thì các bạn cần phải edit cho nó khác cái bản gốc, như là các bạn sẽ thay đổi tốc độ nè, thay đổi khung hình nè, chỉnh màu, chỉnh sửa âm thanh, thêm lớp phủ, và khi xuất video thì ở định dạng chất lượng cao như là 2K, 4K, cái tốc độ khung hình là 60 khung hình trên giây. Chứ nếu mà các bạn đã re-up video rồi mà các bạn cứ lấy video của người khác các bạn tải về rồi các bạn giữ nguyên như vậy các bạn đăng lên thì chắc chắn là sẽ bị không view, bởi vì đó là cái trường hợp là không có nguyên gốc. Còn khi mà các bạn đã đăng video lên mà các bạn thấy cái video này không có ok lắm thì các bạn tuyệt đối là không được xóa video. Bởi vì nếu mà các bạn đăng rồi các bạn xóa thì TikTok nó sẽ đưa cái kênh bạn vào cái dạng là nó sẽ bóp tương tác, có nghĩa là kênh sẽ không phát triển được. Mà những cái video này các bạn nên đặt ở cái chế độ là riêng tư. Tiếp theo là mỗi ngày á, thì các bạn hãy vào xem cái video cùng chủ đề, đồng thời các bạn sẽ đăng ký cái kênh mà cùng chủ đề. Thì thường là một ngày mình sẽ đăng ký khoảng 10 kênh. Và khi mà follow một cái kênh khác thì các bạn phải xem hết video rồi các bạn follow. Chứ nếu mà các bạn chỉ xem 1-2 giây mà các bạn follow á thì TikTok nó cũng sẽ xóa đi những cái đợt follow đó của bạn. Về đăng video thì các bạn đăng bằng VPN hay là proxy. Thì có một số trước đây mình đã mua proxy, nhưng mà khi mình đăng lên á thì mình thấy là mặc dù kênh của mình kênh Mỹ nhưng mà thấy toàn là người Việt Nam xem không. Do vậy là mình đã không có dùng proxy nữa mà mình đăng bằng VPN. Và khi đăng bằng VPN thì mình sẽ đăng ở trên PC.
Và cuối cùng đó là các bạn cũng phải có một cái chút may mắn nữa thì kênh của bạn mới phát triển. Như vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn một số cách để các bạn có thể khắc phục cái lỗi là không view. Thì nếu mà các bạn đăng video mà các bạn thấy là nó cứ 200, 300 view thì các bạn cứ đăng bình thường. Nói chung là mỗi ngày chúng ta cứ đăng vào cái khung giờ cố định thì khoảng các bạn cứ đăng như thế thì trước sau gì kênh của bạn nó cũng sẽ phát triển. Và nếu mà có một cái video nào may mắn mà nó lên xu hướng thì nó cũng sẽ kéo theo những cái lượt xem cho những cái video khác. Thì nếu bạn có những cái vướng mắc gì, các bạn hãy cứ để lại ở bình luận ở trong bên dưới video thì mình sẽ giải thích. Nếu bạn thấy hay thì bạn hãy nhấn like cũng như chia sẻ kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.